các cô chú và các anh chị có mặt trong siêu thị Sài Gòn ngày hôm nay. Tuyệt vời,
Trong ngày hôm nay thì rất là hiếm khi mà chúng ta được gặp thiện nhân ở đây. Vì thế là ngay bây giờ thì chúng ta tiến hành khai thác, hỏi thiện nhân bất cứ những gì mà chúng ta muốn hỏi quý vị nha. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy là phần trình diễn ở đây của thiện nhân rất tuyệt vời, hơn cả là chúng ta xem ở TV nữa. Vậy thì cho chú hỏi là con biết hát từ khi nào và con thích hát từ khi nào? Dạ thưa chú, là con biết hát từ lúc con 5 tuổi. Biết hát từ lúc 5 tuổi? Dạ. Là lúc đó là biết hát rồi mình có thích không? Có thích hát không? Dạ có. Có thích hát, là hát mọi lúc mọi nơi luôn? Dạ. Vậy thì lúc 5 tuổi là con biết đọc chưa ta? Dạ lúc đó con chưa biết đọc. Chưa biết đọc, rồi con hát làm sao? Dạ thưa chú, là con hát, nói chung là con hát chữ chạy đâu là con hát từ đó. Là chưa biết đọc nhưng mà hát karaoke được luôn, là chữ chạy tới đâu là hát tới đó. Vậy là mình phải thuộc lời trước đúng không? Là mình nghe rất là nhiều, mình thuộc lời. Vậy thì nếu mà con thích hát từ hồi nhỏ tới bây giờ, là thần tượng của con, ca sĩ nào sẽ là người mà con yêu thích nhất? Thần tượng của con cũng là cô Lê, người đã dìu dắt con trong suốt cuộc thi vừa qua. Thần tượng của con là cô Cẩm Ly. Nhưng mà cô Cẩm Ly là người mà đầu tiên, vị giám khảo đầu tiên nhấn chuông để chọn con ở vòng giấu mặt luôn, đúng không? Vậy thì ngay cái thời điểm mà cô Ly nhấn chuông, thần tượng của con nhấn chuông chọn con, thì con cảm xúc như thế nào? Dạ thưa chú, là lúc đó con trước khi hát thì con cảm thấy rất là hồi hộp, không biết là ai sẽ bấm trước, là con mong là cô Ly ấy bấm đi, cô Ly. Nhưng không ngờ là cô Ly bấm trước. Con cảm thấy rất là vui. Cảm thấy rất là vui, rồi lúc đó có rung không? Dạ có. Vậy thì lúc đó rung vậy thì nó có ảnh hưởng tới phần hát của mình không? Dạ thưa chú, là có một đoạn cuối là con hơi bị hơi bị rung nên là hơi ảnh hưởng chút xíu đúng không nào? Nhưng mà đó là những cái cảm xúc thật của mình, và khi mà chúng ta hát và cảm xúc ở trong đó nữa thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn ngay bây giờ thì bài hát tiếp theo con sẽ gửi tới quý vị khán giả bài gì? Dạ thưa chú, là bài hát tiếp theo con xin gửi tới cô chú và anh chị bài hát Quê Hương Cười. Xin mời quý vị chúng ta đến với Quê Hương Cười với Vẹn Thiên Nhân.